quan đừng lo. Khi quan không có mặt thì tài sẽ xuất hiện ở trong căn nhà này. Anh và ông chủ cứ an tâm công tác ở nước ngoài, còn cô chủ cứ để em lo. Em hứa sẽ giám sát cô chủ 24/24. Chúc anh và ông chủ có một chuyến công tác thành công, tốt đẹp. Ủa, anh Tài, anh lên đường nào vậy? Ồ anh, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Dạo này ở dưới quê. Xin lỗi, tôi thừa lệnh không được phép đưa mối quan hệ thân tộc vào trong công việc. Trời ơi, cái gì vậy? Mình bà con với nhau mà. Xin lỗi, trong công việc chúng ta đừng bàn đến mối quan hệ thân tộc, được không? Thôi được rồi, anh muốn làm gì thì anh làm. Kể từ ngày hôm nay, Tài sẽ thay thế Quang giám sát Oanh 24/24. Từ giây phút này, tôi sẽ gọi Oanh là cô chủ. Thôi được rồi, anh muốn gọi gì đó anh gọi. Mà nè, anh mới làm vệ sĩ luôn hả? Không, làm với anh Quang và ông chủ lâu rồi, không có tiện ra mặt. Sao tôi thấy anh không có hợp với vệ sĩ chút nào luôn á? Vệ sĩ của người ta là phải cao to vạm vỡ, còn anh nhìn có chút xíu à. Đi ra ngoài người ta búng tay cái xỉu mất tiêu rồi. Ai búng? Ai dám búng tôi? Bây giờ cô thử búng tôi đi, coi tôi có xỉu không. Mà nãy giờ tôi nhìn cái mặt anh nó có sao á, nó hài lắm, nhìn nó không có hợp chút nào luôn á. Bây giờ anh thử, anh làm thử cái biểu cảm giận dữ nhất, làm cho tôi sợ thiệt là sợ luôn coi. Cô chắc chưa? Chắc. Coi chừng sợ đứng tim nha. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Đây rồi, đây rồi, nơi này sẽ giúp ta tỏa sáng. Sao thầy không giục mình gì hết trơn vậy? Thầy, em có mua tặng cho thầy latte cà phê caramel thần thánh. Tinh thần Quỳnh, em vừa mới gây chuyện nữa hả? Thầy, thầy làm như là em tệ lắm vậy đó. Em đâu có kém sang tới mức gây chuyện rồi xong lại lấy lòng thầy lại đâu. Chứ sao tự nhiên lại tặng thầy latte cà phê caramel? Thì tại vì em vui thôi. Ủa, thầy không thích hả? Không thích thì thôi, em đem xuống dưới cho thầy hiệu trưởng uống. Ừ thôi, để thầy uống. Ê khoan thầy, thầy uống mà gương mặt thầy phải tươi cười lên nha. Em uống không? Rồi thầy uống đi, thầy nó ngon mà. Thầy phải uống hết cho. Đúng rồi thầy, tôi tỉnh sảng khoái lên thầy ơi. Wow. Ôi, thầy giỏi quá. Vậy là cà phê này ngon thiệt rồi. Không, ngon thiệt mà. Tâm trạng vui á thì tốt rồi. Mà nè, hình như là nhóm thuyết trình xã hội học của tụi em á còn thiếu một thành viên đúng không? Dạ. Cho bạn này vào nhóm tụi em đi. Ủa, thầy ơi, sao cái mặt nhìn hề quá vậy thầy? Mà sao nhìn già hơn tụi em mấy khóa luôn á thầy? Bạn này hoài bão lớn, nhưng chỉ có điều á là thiếu rất nhiều tín chỉ, nên mới vào lớp của tụi em học chung đó. Vậy thì có tin được không thầy?
Bạn này ổn, rất ổn. Thầy tin. Chào các bạn, mình là Trần Hồng Phi. Gặp các bạn mình chỉ muốn cười hi hi. Hay là mình làm bạn với nhau đi. Sao nhìn mình bằng ánh mắt kỳ vậy? Cũng kỳ chứ sao nữa. Anh khỏi giới thiệu, cả trường ai cũng biết anh hết á. Học mấy năm rồi mà không trả hết tín chỉ. Em này chán quá. Ê, em gái xinh đẹp này, hay là em có muốn về quê nuôi thêm cá, trồng thêm rau với anh không? Anh muốn trồng rau nuôi cá thì đi về quê đi. Anh vô lớp em KT8 này làm gì? Thì xã hội giờ cái gì cũng phải cần có bằng cấp hết. Anh muốn trở thành một startup đích thực, anh cũng cần phải có cái bằng đại học. Mà khi anh đã có cái bằng đại học rồi, anh thi sát Việt Nam nó cũng dễ hơn, đúng không? À, mà nghe thầy Khải nói là anh có nhiều dự án startup lắm đúng không? Wow, sao bí mật của anh mà trường này ai cũng biết hết trơn vậy? Xịn xịn xịn, trường xịn. Nếu anh giỏi như vậy thì bài tiểu luận giữa kỳ anh làm chính luôn đi. À, nhưng mà cũng không giấu gì mọi người. Thiệt ra mình cũng đang có 8 cái dự án startup chuẩn bị làm đó. Cho nên là thầy Khải mới giới thiệu mình vô cái nhóm này á. Thì việc nhẹ mà điểm cao á. Trời, vậy là thầy Khải chơi mình nữa rồi kìa bà. Thì cũng đúng mà. Trong lớp chỉ có nhóm của tụi mình là thiếu người thôi. Thầy đưa vô là đúng rồi. Mà nè, bài thì tụi tôi cũng làm xong hết rồi. Anh bây giờ chỉ có việc là đem đi in ra thôi. Ừ, in bài quan trọng lắm nha. Mấy chuyện này không có coi thường được đâu. Đưa đây, để anh in cho. Bà đưa cho ổng đi. Mà anh nhớ nha, in xong rồi trước 2 giờ chiều mai đem lên cho thầy Khải liền đó. Yên tâm, cả thế giới này cứ để anh lo. Ê, gì? Sao tôi thấy từ khi ba bà đi bà dễ dãi quá vậy? Thôi thôi thôi, đừng nhắc tới ba tôi nữa. Để cho tôi tận hưởng những ngày tháng tươi đẹp này đi. Dạ con nghe ông chủ ơi. Dạ. Mà nè, bây giờ ai mà nhắc tới ba tôi sẽ bị phạt một chai I Plus Beauty. Cứ thấy một chai ít quá à, một thùng luôn đi. Để tôi nhắn vô group nha. Nhắn liền đi. Dạ. Cô chủ ở nhà ngoan lắm, ông chủ khỏi lo. Có con là mọi chuyện ok hết. Ai nhìn vào cũng tưởng đây là đồ chơi trẻ em, đúng không? Đúng không? À, đúng. Ai nhìn vào cũng tưởng đây là 12 con giáp, đúng không? À, theo người đẹp thấy đây là gì? À, theo tôi, đây là 12 con thú. Xịn, xịn, xịn. Người đẹp kế bên? Một giường thú. Xịn, 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 xịn. Theo người đẹp áo hồng? Ê, đừng giữ mặt với thầy nha. Dạ. Vậy theo thầy, thầy thấy đây là gì? Vậy chứ theo em, đây là cái gì? Wow, em hỏi thầy mà thầy hỏi ngược lại em. Thầy đúng là super xịn. Thầy đúng là super xịn. Thầy hiểu em rồi đó. Đây là một trong chuỗi 1000 dự án startup của Trần Hồng Phi này. Trước giờ ai cũng nghĩ 12 con giáp là 12 con thú linh. Thú linh là ruột heo mà. À, vậy thì linh thú. Ai cũng nghĩ 12 con giáp là 12 con linh thú. Nhưng ngày hôm nay Trần Hồng Phi sẽ biến 12 con linh thú này trở thành 12 con best. À, vậy là ông muốn biến 12 con thú linh này, à, 12 con linh thú này thành thú cưng. Xin, 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 xin. Rồi cái con cọp đó, ông cũng định làm thú cưng luôn hả? Xin, 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 xin. Ủa, vậy con trâu cũng thành thú cưng luôn? Xin luôn, xin, rất xin. Nè, nghe thầy hỏi nè. Rồi con trồng, em bắt ở đâu? Chết rồi. Chết rồi, không thể vì con rồng mà mất dự án này được. Không thể vì con rồng. Trời ơi. Trời ơi.
Không lấy gì con rồng mà mất dự án này được. Không thấy, không thấy, không thấy, không thấy. À, có rồi. Chúng ta không thể nào bắt được con rồng trên trời, nhưng chúng ta có thể bắt được con rồng dưới đất. Con rồng, cool mình được. À, sen, 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 sen. Sen lắm. Được. Dự án em cũng được đó, sáng tạo đó, cũng xịn. Nhưng mà thầy cần em trình bày ý tưởng bằng văn bản. Thầy yên tâm, em nói được là em sẽ viết ra được. Xịn lắm. Vậy để tiếp tục chương trình thì đây là dự án thứ hai trong chuỗi một. Thôi, như đó đủ xịn rồi, giờ uống trà đi nè. Uống trà đi. Trà xịn. Ơi, uống trà sao có thời gian, tôi còn 20 dự án nữa lận. Sao vậy? Em cảm ơn thầy đã nhét vô trong nhóm của tụi em một sinh viên xịn. Đổi ơn thầy nhiều lắm. Ê, ê quên, thích không? Trà xịn. Cô chủ ơi! Cô chủ ơi! Cô chủ! Cô chủ đâu rồi? Cô chủ ơi! Cô chủ! Cô chủ à! Cô chủ! Cô chủ đâu rồi cô chủ ơi? Cô chủ! Cô chủ ơi! Tôi đây nè! Anh làm gì mà anh la lên muốn bể cái trường vậy? Tôi đi kiếm cô chủ. Cô chủ đi đâu vậy, làm tôi tùy muốn chết luôn á. Dạ, tôi đi mua nước cho anh nè. Trời ơi, cô chủ tốt quá. Ê khoan, sếp Quang nói với tôi là cô chủ rất là nhiều chiêu trò. Có khi cô chủ đã bỏ thuốc mê vào đây, tôi uống mà tôi ngủ thiếp đi, rồi cô bỏ trốn. Được rồi, anh không uống đúng không? Vậy trả lại đây. À, uống. Cái gì? Sao nữa? Sao không uống đi? Cô uống trước đi. Giờ sao? Không tin tôi đúng không? Thì... Thôi được rồi. Bây giờ hai chai này nè. Anh muốn chọn chai nào thì anh chọn. Chai... chai này đi. Nè, uống đi. Đàn ông con trai mà hôm nay đi chọn màu hồng. Thôi tôi lấy chai này. Cũng ăn không à. Hả? Lộn xộn quá trời. Cô không uống hả? Uống trước đi. Thôi được rồi, tôi uống. Sao tin chưa? Ngồi gì đâu mà đa nghi dễ sợ luôn. Tôi uống nha. Ừ, uống đi. Sao, ngon không? Chết rồi, nó bị... Bị gì? Nó bị ngon. Rảnh quá ha. Ủa? Ngon gì mà uống có chút xíu vậy? Lòng thành của tôi đó trời, uống hết luôn đi. Ngon mà đúng không? Đồ cô chủ mua là ngon. Số 1. Ê, chết rồi. Tôi quên, tôi bỏ quên cái điện thoại với căng tin rồi. Thôi gì để tôi đi xuống dưới tôi lấy nha. Chờ tôi xíu. Quang. À, chiêu trò. Cô đi lấy điện thoại rồi cô bỏ trốn đúng không? Cô đứng ở đây. Đứng ở đây cho tôi đi lấy. Đứng ở đây nha. Thằng cha này, công nhận nhìn vậy mà dễ dụ thiệt luôn. Cô chủ ơi, cô chủ, điện thoại không có thấy. Cô chủ ơi, ủa đâu rồi? Cô chủ ơi, cô chủ. Trời ơi, lại bị lừa luôn rồi. Mang mang nhá. Ở ngay có nhũn người không? Ở ngay à. Cái gì? Nhơi nhơi á.
Nhơi. Nhơi, nhơi, đúng rồi, nhơi, nhơi vậy nè. Nhơi, 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 nhơi vậy nè. Nhơi vậy đó, vậy đó. À, bơi đúng không? Nhung rồi, nhung rồi, nhung rồi. Ủa, nhưng mà ở đây đâu có hồ bơi gì đâu. Nhơi, 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 nhơi ngó, anh ngó hồ bơi mà. Ừ. Sao lại có chuyện này? Nè, hãy xem đi. Lấy từ camera ngoài cổng trường. Không cho người đi tìm chưa? Ở nhà có bao nhiêu người là cho đi tìm hết luôn rồi. Thầy nghĩ cách đi. Bây giờ mà không tìm được cô chủ là tôi với thầy chết chắc. Ông Nguyễn biết chưa? Chưa biết. Quang thì sao? Chưa biết luôn. Tôi nghĩ là chuyện này tạm thời nên giấu ông Nguyễn đi. Giấu cái gì được mà giấu? Bây giờ không nói đúng không? Để ông biết là chết còn thảm hơn nữa. Giờ mà có báo á, cũng không giải quyết được gì hết. Tìm quanh về trước, sau đó lựa lời giải thích với ông Nguyễn sau. Nó cũng đúng. Đúng rồi, 3 đêm mới có mấy ngày mà xảy ra chuyện gì rồi. Tao thách mà dám nhúc nhích nữa, nhúc nhích tao coi. Đại ca. Dạ. Hả? Anh kêu em. Ai đại ca? Nhẫn mặt với mày mày. Quên. Ừ. Hiểu gì? Con nhỏ này nè, sao mình bắt nó mà nó không kêu la gì hết vậy? Bộ nó bị vô cảm hay gì vậy? Mày rảnh quá. Tôi kêu thì mấy người có thả tôi ra không? Tao đâu có ngu mày. Thì đó, bởi vậy cho nên là tôi đâu có kêu mấy người thả tôi ra đâu. Mà hai người muốn gì? Muốn tiền hay là địa bàn của ba tôi? Nó hỏi tiền hay địa bàn kìa. Ừ. Tao chưa nghĩ ra. Trời. Thiệt. Hồi xưa ba nó quét địa bàn anh em tụi mình. Bây giờ một là báo thù, hai là mình kiếm vài trăm chai mình đến đánh bài. Đúng. Phải máu thù. Mà máu thù á, mày nghĩ ba nó có máu là anh em mình không? Hên xui á. Nó. Nhưng mà vậy thôi, bây giờ mình lấy tiền đi cho chắc. Lấy tiền? Rồi mày lấy bao nhiêu? Rồi mày trốn đi đâu? Mày suy nghĩ bằng cái đầu giùm tao đi. Bằng cái đầu nè, hiểu không? Do anh với ai? Trước khi anh bắt cóc anh phải lên chi tiết rõ ràng. Anh lên kế hoạch sơ sài quá rồi, giờ sao? Mày ngu quá. Anh em mình theo dõi cái vụ này từ lâu rồi. Bây giờ ngon ăn như vậy, bắt nó liền rồi từ từ mình tin. Im. Anh em mà tốt hề với mày người á mày. Vậy là chừng nào mình mới? Thì để tao tin. Ê, dừng, mở nắm, Em đó, đứng lại cho anh. Em biết cô bé này không? Biết không? Nhìn chị lại đi, biết không? Ủa sao kìa vậy? Sao nó gì gặp tao nó bỏ chạy vậy? Con gái người ta mà đại ca sắn mà kiểu đó, nó tưởng đại ca giật đồ, nó chạy phải rồi. Vậy hả? Thưa đại ca, theo em nghĩ mình làm gì cũng nên bình tĩnh và thật điềm đạm. Bởi vì chúng ta là giang hồ văn minh. Nên. Vâng. Bà nội nó. Có hai thằng ấy là chiếc xe ba gác cùi bắp thôi, kiếm cô không ra nữa. Rồi mày đánh lương chi vậy hả? Không phải đâu đại ca. Tại vì cái tụ này nó ranh ma quỷ quyệt quá.
nó cố tình đi chiếc xe ba gác của bắp nè, để mà không có bị chú ý á. Em thấy như vậy, không bao giờ đại ca tăng cường thêm cử 100 anh em đi, mình kiếm chơi dễ đại ca. 100 anh em nữa? Dạ. Giờ mình làm sao? Để em chỉ đại ca nè, ca lên mạng á, ca đăng là tuyển giang hồ, điều kiện là phải có ngoại hình, phải sống hết mình và làm việc phải bằng cái tâm. Và phải cái tâm, giang hồ mà đòi cái tâm. Trời ơi, bây giờ tao không biết là tụi nó đã làm gì cô chủ luôn rồi. Cành vàng lá ngọc đó trời ơi. Lên xe đi tiền tiếp, nhanh. Đại ca. Gì? Em qua màn rồi nè. Từ từ tao tính. Không phải. Cái đó sai rồi. Cái con nào? Đó, cái con động kìa, thấy không? Thấy chưa? Đúng rồi, đúng rồi. Ghê. Nhìn là biết mới biết chơi rồi, đúng không? Mới tải. Nhìn là biết rồi. Chơi cỡ cấp mầm thôi đúng không? Chứ bà cấp mấy rồi? Tôi cấp đại học luôn rồi đó. Hay quá vậy. Chứ sao? Thì bà chơi luôn đi. Sao tôi chói gì vậy? Sao chơi? Chị thả tôi ra đi. Đừng có gài nha. Vậy thôi coi đi rồi chỉ tôi chơi qua màn.